Sala xin gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Sala TV, quý mạnh thường quân và toàn thể bà con Việt kiều ở khắp nơi trên toàn thế giới. Kính thưa quý vị, cách đây khoảng gần 2 tháng về trước, dưới sự gieo duyên của cô Loan và cô giáo Phượng là thành viên của nhóm thiện nguyện Từ Tâm, Sala có về Lê Minh Xuân, Bình Chánh để thâu hình một hoàn cảnh, đó là hoàn cảnh của anh Trung. Anh mắc một căn bệnh, đó là bị bại não và đang cùng sống với lại cha và mẹ của mình. Nhưng mà người cha thì cũng đã bị bệnh và không còn sức lao động, còn người mẹ thì đang hàng ngày phải vật vã làm nhiều công việc để mưu sinh. Thì trong cái video mà Sala thâu hình ngày hôm đó thì mẹ của anh Trung có một cái ước nguyện, đó là sẽ có một cái chiếc xe nước mía để mà bán ở trước cửa để kiếm thêm thu nhập để nuôi anh Trung kiếm sống qua ngày đó quý vị. Thì tại đây hôm nay thì cũng có sự góp mặt của cô giáo Phượng. Hôm nay Sala cùng với lại cô giáo về lại Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây Sala và cô giáo Phượng đến một cửa hàng để mà mình mua xe nước mía, đúng không con? Thì thôi thì cô cũng có đôi lời thông qua với lại khán giả ngày hôm nay. Thì hôm nay trên tay của cô giáo đang cầm một khoản tiền, thì cô có thể giới thiệu với khán giả đây là khoản hỗ trợ của ai cô ạ? Kính thưa toàn thể các anh chị khán giả của kênh Sala trong nước cũng như ngoài nước, thì em Sala khi mà đăng lên cái hình ảnh của gia đình khó khăn của em Trung á, thì chị An Như ở bên Mỹ có gửi tiền về, gửi cho Sala là 8,5 triệu. Thì trên tay của Phượng là Sala đã đưa đổi tiền ra thì được tiền Việt Nam là 8,5 triệu. Thì ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 2024, Sala và Phượng sẽ đến một cái cửa hàng ở Bình Chánh chuyên bán về cái xe nước mía. Thì hôm nay đến đây để mà lựa ra một chiếc xe để mà trao tặng thay mặt cho cô An Như để mà trao tặng cho gia đình. Cũng cảm ơn cô An Như rất là nhiều, cái tình thương mà bao la của cô đã gửi đến về cho tất cả bà con những hoàn cảnh khó khăn, để giúp cho bà con có một cái sinh sống hàng ngày đỡ vất vả hơn. Một lần nữa thì Phượng thay mặt bà con cũng như là gia đình của em Trung thì cảm ơn cô An Như rất là nhiều. Chúc cho gia đình cô cũng như là cô được nhiều sức khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Một lần nữa xin cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn cô Phượng đã có đôi lời gửi đến gia đình của cô An Như ở San Jose, Hoa Kỳ. Và bây giờ thì Sala mời cô An Như cũng như là quý khán giả, quý mạnh thường quân của kênh Sala TV, mình sẽ cùng nhau để mà xem. Đây là chiếc xe nước mía mà từ nãy giờ thì Sala đã chọn một cái cửa hàng, đến đây cũng đã hỏi và cũng đã thông qua giá cả đó quý vị. Thì em đại diện cửa hàng thì em có thể cho khán giả của Sala TV biết được là giá trị của chiếc xe nước mía trong ngày hôm nay là bao nhiêu thôi mà. Cái xe này thì bên em bán cái loại tay quay 7 tấc motor 1HP, thì bên em bán là 6,5 triệu, thì có bớt cho cô với anh đây là 300 ngàn, là còn lại là 6,2 triệu. Rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Dạ, hôm nay cũng có duyên thì anh Sala mong là chiếc xe nước mía này mua tại cửa hàng của em. Dạ. Mang về thì là cô chú sẽ bán thiệt là đắt hàng. Em cũng mong như vậy. Dạ. Em cũng cầu mong cho cái anh chị nào mua được cái xe này thì buôn bán cho đông khách. Rồi, em cảm ơn. Anh cũng chúc cửa hàng của em mua may bán đắt, làm ăn thuận lợi ha. Dạ. Để các anh em trong cửa hàng cũng có được cái thu nhập trang trải cho gia đình của mình. Dạ, dạ. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều. Dạ. Rồi, em cảm ơn chương trình. Dạ. Hôm qua là Sala đến một cửa hàng ở trên đường Võ Văn Vân ở Bình Chánh đó quý vị. Thì đến đó Sala mua chiếc xe nước mía với giá là 6,2 triệu đồng. Và sáng ngày hôm nay thì cửa hàng mới gọi cho Sala là giao xe nước mía. Thì bây giờ thì
Sala mời quý vị khán giả của Sala TV một lần nữa hãy trở lại căn nhà của cô chú là cha mẹ của anh Trung ở trên con đường Lô 2 ấp 1 ở xã Lê Minh Xuân của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây mình sẽ gặp lại cô chú cũng như là cùng với lại gia đình của anh Trung, và hôm nay cũng gặp lại cô Phượng, cô Loan nữa. Mọi người đã trở lại đây đông đủ để mà đón xe nước mía trở về nhà của anh Trung. Và đây chính là chiếc xe nước mía đó quý vị, mà của cô An Như ở bên San Jose, Hoa Kỳ. Cô đã xem chương trình của Sala thâu về hoàn cảnh của anh Trung cách đây cũng gần 2 tháng rồi. Và cô đã gửi một khoản tiền, đó là 8.500.000 đồng, về để mà hỗ trợ mua xe nước mía cho gia đình anh Trung, cho mẹ anh Trung có xe nước mía để mà buôn bán, trang trải kiếm sống qua ngày. Hôm qua đó quý vị thì Sala đã gửi trước 1.2 triệu để đặt cọc, và ngày hôm nay thì mình còn 5 triệu, số tiền là 8.500.000 mua xe nước mía, 6.200.000, còn lại khoảng 2.300.000 này. Một lát nữa thì Sala sẽ gửi cho mẹ của anh Trung để mà làm vốn mua nước mía, mua nước ngọt để mà để phía trước cửa để bán cho bà con qua lại quý vị nhé. Bây giờ cô Phượng, cô Loan mình vào trong. Dạ. Còn nước mía thì chỉ một cái ly để bỏ đây là. Dạ em biết rồi, cái đó thì nó dùng sợ xỉ đấy này. Cái này thì khi nào được thì. Ủa chứ không phải mình cắm điện là nó không có quay cái này. Vậy cắm điện khi nào bật cái này nó mới quay? Thì em hiểu rồi, em tưởng cái này là quay tay á. Quay tay thì khi nào? Cái điện nó dùng quay tay, nhưng mà có khi nào cúp điện thì mình quay thôi. Coi như là cắm cái điện nhưng mà cắm điện nó lại vẫn quay. Đúng rồi. Vậy là phải chén ra chứ bộ. Đúng rồi, thay ra. Như hồi trước mình không xài motor thì mình quay tay. Nhưng mà giờ mình xài điện, nó có điện nó đông quay tay. Nếu mà cùng lắm, nếu mà ký á, không phải bịt lại ký, đầm mà ký á thì bây giờ lấy cúp điện lắm, tháo này ra. An toàn tại nhà có cái thằng ở thần kinh đó, nhiều khi nó đứng bên gần má nó làm đập vào đầu nó. Giờ chú lấy nó ra. Lấy cái bánh lái. Bánh lái. Như hồi trước mình không xài điện thì quay tay. Dạ đúng rồi. Giờ còn xài điện motor rồi đâu có quay tay được. Sức đầu một quay tay. Rồi cô sử dụng được không? Thì chú nói cắn này đập cái này lên thôi à, đâu có làm gì đâu. Bật đây thôi. Đúng rồi. Còn đây là bóng đèn nè, cái công tắc bóng đèn. Có bóng đèn lại coi. Bóng đèn là nút trắng này nè. Đúng rồi. Cái đen đen là bấm cái đen là motor. Rồi vệ sinh xe này kia nọ cô biết sử dụng chưa? Có phải tháo ra không? Vệ sinh không? Vệ sinh hay là cần tháo ra để mà cho anh hướng dẫn cho chi tiết. Chỉ nâng mấy cái gì đâu. Đấy. Vệ sinh thì mình anh chị giờ mình rõ ra. Lúc mình làm nó còn bỡ ngỡ. Cho nó phải luôn đi. Cái này ra thôi, cái lưới ra thôi. Đấy. Lâu nãy. Nhưng mà nước nó chảy. Nó chảy ra đây, nó chảy cái ly chảy đây. Chị bỏ lúc rửa là không có lấy này ra nè. Ừ, lấy ra là nước nó xuống đúng rồi. Khi nào rửa xong rồi đưa ra vệ sinh sau cùng á, nó là vệ sinh sau cùng. Và bây giờ Sala sẽ thanh toán khoản tiền còn lại cho anh giao hàng quý vị nhé. Hôm qua là em gửi rồi còn 5 triệu đúng không?
còn 5 triệu. Bây giờ em nhận cái này đúng không? Đúng rồi, cái giấy bộ hành với luôn đó nhá. Dạ dạ dạ. Bộ hành. Có gì thì cứ alo lên là nó đây coi. Dạ, có số điện thoại trong này đúng hết rồi. Ha. Có hết. Đây này. Rồi, có rồi, có rồi. Rồi anh kiểm tra lại số tiền. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Và bây giờ quý vị cùng với lại Sala mình chở vào bên trong nhà của ba mẹ anh Trung. Dạ. Vừa rồi thì Sala đã thanh toán xe nước mía với giá là 6 triệu 200 ngàn đồng. Bây giờ thì số tiền của cô An Như gửi đó là 8 triệu 500 ngàn. Và Sala còn lại là 2 triệu 300 ngàn. Ban đầu thì cũng có cái dự tính đó là Sala cùng với lại cô Phượng mình đi mua bàn ghế này nọ, nhưng mà thôi cuối cùng thì Sala nói thôi khoản tiền này để cho cô. Và cô Thủy ơi, thì ngày hôm nay thì còn số tiền còn lại của cô An Như ở bên Mỹ là 2 triệu 3, con gửi cho cô Thủy ở đây. Thì cô Thủy lấy để làm vốn nha, làm vốn bán xe nước mía. Dạ. Thì cái ngày nào mà cô Thủy bán nước mía đó thì Sala có dịp đi ngang thì cũng dừng lại mua ủng hộ vài ly rồi chụp hình lại gửi cho cô An Như cô nhá. Dạ. Rồi con gửi cho cô. Cô cũng cảm ơn cô An Như này đã thương đến gia đình, hoàn cảnh gia đình, là giúp đỡ gia đình này. Cầu xin bề trên ban cho cô An Như được khỏe mạnh rồi sống lâu trăm tuổi, rồi còn giúp cho những người khác hơn con của con nữa. Thôi cảm ơn cô anh Như nhiều. Rồi cảm ơn mấy anh chị em. Dạ chú có đôi lời nào với cô An Như ở Mỹ không chú? Con cũng cảm ơn cô An Như đã thương đến vợ chồng con, đã giúp đỡ cho vợ chồng con cái có một chỗ tiền để sinh sống hàng ngày. Cô chúc xin gia đình cô được mọi sự an lành, được mọi điều tốt đẹp. Xin cảm ơn chị Loan, chị Phượng và hai cháu đây. Dạ. Được con là mọi sự YouTube Sala TV. Sala TV. Dạ. Được mọi điều tốt lành, bề trên ban cho sức khỏe để đi giúp cho nhiều người. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Cô Loan, ngày mà con tới đây với lại cô thì lúc đó thì cô cháu mình đến đây trong cái ngày đầu để mà hỗ trợ cho gia đình của anh Trung, ba mẹ của anh Trung. Và ngày hôm nay thì cô Loan nghe được cái tin con trở lại với lại cái phần quà của cô An Như ở bên Mỹ là chiếc xe nước mía, thì cái cảm xúc cô Loan như thế nào cô Loan? Cô rất lấy làm vui mừng và phấn khởi. Cô cũng thay mặt cho cái người dân địa phương của cô ở đây xin chân thành cảm ơn cô An Như, cảm ơn kênh Sala TV, cảm ơn cô Trần Phượng và cảm ơn em quay phim đây, và cầu chúc cho tất cả mọi người chúng ta luôn luôn khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và làm ăn ngày một phát triển, để có đem lại niềm vui cho niềm vui hạnh phúc cho tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Thì cô xin thay mặt người dân địa phương ở đây cảm ơn cô An Như rất là nhiều và cảm ơn các em. Dạ. Còn cô Phượng thì cô Phượng hôm nay con thấy cô Phượng có một chút quà cho gia đình của anh Trung, thì cô Phượng có thể thông qua chương trình cũng như là gửi đôi lời cảm ơn với cô An Như cô Phượng nhé. Trước khi mà trao cái phần quà nhỏ nhỏ của Phượng đến gia đình thì Phượng rất là cảm ơn cô An Như ở bên Mỹ. Một lần nữa cô đã cùng với nhóm và cùng với em Sala TV đã đến quê hương của tụi em để trao cái món quà giúp cho anh chị Thủy và bé Trung để có cái công ăn việc làm, kiếm sống qua ngày. Một lần nữa Phượng rất là cảm ơn cô và cảm ơn anh em là con của cô trong gia đình rất là nhiều.
sự hỗ trợ tất cả có anh chị ở trong gia đình, là con của cô An Như á, cũng vui vẻ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh ở bên Việt Nam. Thì một lần nữa Phượng cảm ơn cô An Như ở bên Mỹ và rất là nhiều. Chúc cô An Như và anh chị em và con cô Như được nhiều sức khỏe, bình an và an lành từ đây và trở về sau, luôn được gặp nhiều may mắn. Còn đây là một phần quà nhỏ nhỏ của cô Phượng gửi đến cho anh chị. Cảm ơn cô. Tạm trong vài ngày. Cảm ơn bà. Đó là gạo rồi mì gói. Đây là sữa này là sữa cho em Trung khỏe mạnh nè. Đó, đúng rồi. Đó là phần quà nhỏ nhỏ để gửi đến cho anh chị. Chúc anh chị và em Trung được nhiều sức khỏe. Và nữa là chúc anh chị làm sao mà buôn mai bán đắt. Được cô hỗ trợ, cô Như hỗ trợ như vậy thì chúc anh chị luôn gặp nhiều may mắn và buôn mai bán đắt. Rồi tụi em thỉnh thoảng sẽ cũng có dịp để ghé qua ủng hộ anh chị thêm. Cảm ơn cô hai, cũng nhờ có mấy cô mà em cũng biết được cô Sara này giúp đỡ cho gia đình em là vui mừng. Không biết nói gì, rất cảm ơn tất cả. Chúc cho gia đình, chúc cho anh, chị Phượng, hai cháu đi. Của bề trên. Luôn luôn đồng hành giúp đỡ để ban cho sức khỏe, để giúp đỡ mà những người nghèo như gia đình vợ chồng chú đây, cô chú đây, vợ chồng em đây. Xin cảm ơn hai chị nhiều. Cô Phượng Sa La là nhịp cầu nối để gặp cô An Như, gia đình của An Như giúp đỡ, thì đây là cái cần câu rồi nha. Chúc anh chị là phát triển từ đây nha, cuộc sống tiến lên từ đây đó. Một lần nữa thì Sa La rất là cảm ơn tấm lòng của cô An Như, gia đình của cô, là các con của cô. Dù ở nước Mỹ, nơi xa xôi quê hương, và cô cũng không có dịp về thăm quê hương, nhưng mà qua kênh Sa La TV, cô đã tin tưởng con, trao những khoản tiền trên bước đường hành trình của con để có thể giúp đỡ cho các mảnh đời khó khăn. Mong sao cô An Như luôn đồng hành cùng con tiếp tục. Và tại đây thì con chúc cho gia đình của anh Trung, gia đình của cô Thủy, thì mình chỉ còn khoảng 100 mấy ngày nữa thôi là Tết Nguyên Đán sẽ về. Thì con mong chiếc xe nước mía này nó sẽ là một cái phương tiện để cho cô chú làm ăn có tiền, để khoảng hơn 100 ngày nữa mình sẽ có một cái Tết sung túc hơn các cô chú nhé. Cảm ơn sự có mặt của cô Loan, cô Phụ. Chúc cô An Như đi. Cúi đầu. Cảm ơn. Giỏi. Rồi.